Qua công tác điều tra trinh sát, phòng PC47 Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng phòng PC46 Công an thành phố bắt quả tang hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 47 bánh ma túy từ Sơn La về Hà Nội để cung cấp cho các đại lý trên địa bàn thành phố. Tại cơ quan công an, đối tượng Tạ Anh Tuấn trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng khai nhận đi cùng Nguyễn Hồng Quân trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân và được một người nam giới tên là Thổ ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thuê vận chuyển số ma túy trên từ Mộc Châu về Hà Nội và được trả tiền công là 120 triệu đồng. Khi hai đối tượng đến khu vực km 53 quốc lộ 32 thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang. Phòng PC47 Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án.